Iran trưng bày phi cơ không người lái tự chế tạo. Tin từ Tehran, Iran đã khánh thành một chiếc phi cơ không người lái có khả năng tấn công được chế tạo trong nước. Đài truyền hình tiếng Anh Press TV nói rằng chiếc phi cơ có thể tránh sự phát hiện của màn ảnh radar, thực hiện các nhiệm vụ thám sát. Bộ trưởng Quốc phòng Ahmad Vahidi đã nói trên đài Press TV là phát triển phi cơ không người lái sẽ tăng cường khả năng phòng vệ quốc gia của Iran.